xuyên qua hỏa ảnh thế giới, nhưng lại là hỏng bếp vụ ẩn thôn bắt đầu. May mắn đã thức tỉnh hệ thống đoán tạo sư. Hoàn thành đoán tạo là có thể đạt được khen thưởng. Rèn chữ đồng nhất thành công, đạt được kinh nghiệm kiếm thuật ít 300. Tùng vân thiết rèn thành công, đạt được quả chấn động. Từ đó về sau vụ ẩn thôn chính thức bước vào thời đại của dòng nhẫn. Lịch sử bảy người trong thôn vụ ẩn bị một gã nhẫn nhìn dưới lá gỗ đánh tan, không còn tái hiện rèn lại những đau lưu vinh quang, ta nghĩa bất dung từ. Chương 1 Hoshigaki Kisa mang tới tin tức xấu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Một dịp 48 năm. Không nghĩ tới làm cái kim công thực tập cũng có thể xuyên qua. Đinh tu, không, hiện tại hẳn là lên nguyên tu, ngồi ở trên đá nằm bên bờ biển, nhìn mặt biển mênh mông vô bờ trước mặt, gió biển thổi tới trước mặt, trong khoảng thời gian ngắn tâm tình rất là phức tạp anh nhớ rõ, cách đây không lâu, mình đang thực tập ở Kim Công, trước tiên là xe linh kiện, sau đó tiến hành hàng nối. Kết quả là sao hỏa chợt lóe. Sau một khắc, hắn liền xuyên qua đến hỏa ảnh ninja gia thế giới ở giữa, trở thành vụ ẩn thôn, đoán tạo trên đảo một gã đoán tạo sư, phụ trách nghiên cứu những đao đoán tạo những loại kia. Không phải nhân vật chính mộc dịp, cũng không phải tình huống ổn định nhằm ẩn thôn và vân ẩn thôn, hết lần này tới lần khác là vụ ẩn thôn thường nguyên tu lắc đầu thở dài một hơi vụ ẩn thôn tuyệt đối không tính là một nơi tốt đẹp gì đối ngoại thực lực không đủ cùng xa ẩn thôn thân ở sa mạc càng cỗi có thể sàn sàng như nhau đối nội phân tranh không ngừng chính sách trong huyết vụ hãm hại huyết kế niêm gia cùng với gia tộc cao tầng bán đứng tình báo thôn đường đường thủy ảnh lại trở thành con rối của người khác quả thực là một khởi đầu địa ngục hơn nữa mình còn là một đoán tạo sư không có thực lực chiến đấu. Muốn sống sót, đều là một việc khó. Đột nhiên một trận thanh âm máy móc vang lên trong đầu Thượng Nguyên Tu. Ngay sau đó, trước mặt Thượng Nguyên Tu hiện ra một màn hình bán trong suốt màu lam nhạt. Hệ thống đại đoán tạo sư, đang cố định, chúc mừng ngài trở thành một đoán tạo sư. Nhiệm vụ thứ nhất Làm một đoán tạo sư, nhất định phải có được sân rèn của mình giám sát được ký chủ thân ở đoán tạo đảo, tự động buộc đoán tạo đảo làm nơi rèn của ký chủ. Nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được phần thưởng nhiệm vụ. Một. Đoán tạo thuật gia tăng. Khi chủ ký sinh ở vào đoán tạo đảo, kỹ thuật đoán tạo sẽ được gia tăng thật lớn. 2. Thần cụ, bản vẽ chữ đồng nhất x1. 3. Lệnh chiêu mộ tay chân x1 thay đổi văn bản trên màn hình mờ. Tính danh. Thường nguyên tu. Tổng hợp thực lực. Hạ nhẫn. Kỹ thuật trèn. Tốt, xuất sắc. Rèn đảo cộng thêm. Vật phẩm nhiệm vụ. Bản vẽ chữ đồng nhất x1, lệnh chiêu mộ tay chân x1. Đoán tạo sư danh vọng. 8. Đánh giá. Làm một gã đoán tạo sư, cơ sở cũng không tệ lắm, bởi vì có sân rèn của mình kỹ thuật đoán tạo chiếm được gia tăng có tỷ lệ chế tạo ra những cụ tinh phẩm trở lên là một gã niên gia thực lực đáng lo ngại trong chiến tranh chỉ có thể xem như bia đỡ đạn ý niệm thượng nguyên tu vừa động ngay sau đó bản vẽ chữ đồng nhất xuất hiện trong tay thượng nguyên tu ngay sau đó một trận tin tức tràn vào trong đầu thượng nguyên tu bản vẽ nhiệm vụ thông qua bản vẽ này có thể tiến vào phó bản tài liệu thứ nguyên thu hoạch tài liệu hoàn thành rèn đúc nhẫn cụ nhiệm vụ căn cứ vào phẩm chất vật phẩm chế tạo ra ký chủ sẽ nhận được phần thưởng tương ứng hoàn thành nhiệm vụ nhẫn cụ cùng người sử dụng khế ước căn cứ độ phù hợp song phương cùng với thiên phú của người sử dụng ký chủ có thể thu hoạch được phần thưởng tương ứng bao gồm nhưng không giới hạn ở thuộc tính cơ bản kỹ năng vật phẩm độ phù hợp giữa nhẫn cụ nhiệm vụ và người sử dụng đạt trên tiêu chuẩn mới có thể do đoán tạo giả chủ động dẫn dắt tiến hành khế ước độ khế ước lấy độ nhận thức của người ủy thác nhiệm vụ bản vẽ tổng hợp tham khảo tính tương xứng thuộc tính của người sử dụng và nhẫn cụ nhẫn cụ nhiệm vụ chỉ có thể tiến hành khế ước một lần bản vẽ nhiệm vụ có thể thu được thông qua trút thưởng danh vọng ghi chú căn cứ bản vẽ quy tắc thứ nhất bản vẽ bình thường không thể mang về nội dung ngoài nhiệm vụ thu hoạch đôi mắt của uhara sáng lên chế tạo nhẫn cụ là có thể đạt được khen thưởng đối với mình mà nói liền có sức mạnh ở trên thế giới này có thể an toàn sống sót sau đó thượng nguyên tu lại đem tầm mắt rơi vào lệnh chiêu mộ tay chân một lệnh bài bộ dáng tản ra phong cách cổ xưa khí tức lại kiêm đủ khoa học kỹ thuật sắc thái đồ vật xuất hiện ở thượng nguyên tu trong tay giống như là hơi nước buông tạo vật trên đó khắc một chữ đánh một trận tin tức tràn vào trong đầu thượng nguyên tu thân là một gã cao quý đoán tạo sư đánh đánh dết dết chuyện như vậy làm sao có thể tự mình tới làm đây lệnh chiêu mộ tay chân thông qua lệnh chiêu mộ này có thể cùng nhân vật mục tiêu ký kết quan hệ khế ước dưới tình huống song phương tự nguyện có thể hoàn thành khế ước ký kết vật chủ có thể triệu hồi các tay súng để hỗ trợ mình trong trận chiến thông qua lệnh chiêu mộ khi họ vào phó bản tài liệu thứ nguyên lệnh chiêu mộ tay đấm có thể đạt được thông qua rút thăm trúng thưởng uy tín Di chú căn cứ vào nguyên tắc thứ sáu của tay đấm tay đấm có đặc tính bảo mật tiềm thức đối với nội dung công việc của tay đấm ánh mắt thượng nguyên tu lóe lên điều này chứng minh thu hoạch tài liệu khó khăn không thấp nhưng độ khó để có được vật liệu không thấp chứng minh chất lượng của vật liệu càng tốt chất lượng vật liệu càng tốt những cụ chế tạo ra sẽ càng mạnh nói như vậy phần thưởng ta thu hoạch được chắc chắn sẽ không quá kém thượng nguyên tu ý niệm vừa động nhất thời trong tay nhiệm vụ bản vẽ, còn có tay chân chiêu mộ lệnh đều là biến mất. Thượng Nguyên Tu nhìn về phía bên kia màn hình. Một cái máy rút thưởng đồ án chậm rãi chuyển động. Bên cạnh là tin tức về máy rút thưởng này. 100 điểm danh vọng, rút thưởng một lần. Rút thưởng sẽ có 3 kết quả, theo thứ tự là bản vẽ nhiệm vụ, lệnh chiêu mộ tay chân. Cùng với điểm thuộc tính ngẫu nhiên. Thượng Nguyên Tu sửa sang lại tình huống một chút như vậy ta muốn làm chính là thông qua phần này nhiệm vụ bản vẽ cùng với tay chân chiêu mộ lệnh tiến vào thứ nguyên tài liệu phó bản thu hoạch được tài liệu tiến hành nhẫn cụ chế tác thông qua chế tác nhẫn cụ đạt được phần thưởng tăng lên danh vọng lại dựa vào danh vọng tiến hành rút thưởng lại có thể đạt được bản vẽ nhiệm vụ mới cùng lệnh chiêu mộ tay chân tuần hoàng lặp đi lặp lại vừa lúc đó một đạo thân hình từ xa đến gần tiến vào tầm mắt của thượng nguyên tu trên người mặc trang phục niêm gia vụ ẩn tử sĩ thoạt nhìn rất là giỏi giang đầu hạt dẻ tráng mang hộ ngạch vụ ẩn thôn biểu tình thoạt nhìn có chút hung ác dữ tợn giống như một con cá mập đang bị săn đuổi màu da lộ ra bên ngoài có vẻ không hợp với người bình thường một cái tên nổi lên trong đầu nguyên tu khô hồng quỷ tha ma bắc quan hệ của hai người coi như không tệ quỷ giữ khô thị từ nhỏ đã có chấp niệm đối với nhẫn đao muốn có được một thanh nhẫn đao thuộc về mình trên thực tế tuyệt đại bộ phận ninja trẻ tuổi của thôn vụ ẩn đều là như thế danh hiệu của bảy người vụ ẩn nhẫn đao ở vụ ẩn thôn liền đại biểu cho thực lực danh vọng quyền thế địa vị đây là ninja tinh anh trực thuộc thủy ảnh thậm chí là có tư cách kế nhiệm thủy ảnh vị tồn tại trong nhà càng thì quỷ di nhờ vả quan hệ tìm được lão sư thượng nguyên tu, hy vọng lão sư thượng nguyên tu có thể giúp càng thị quỷ di chế tạo một thanh nhẫn đao, lão sư thượng nguyên tu đáp ứng. Sau đó, quỷ lùng khô thường xuyên đến đoán tạo đảo. Thế nhưng cho đến khi lão sư thượng nguyên tu qua đời, cũng không thể đem nhẫn đao chế tạo ra. Nhưng hồng khô quỷ phù và thượng nguyên tu trở thành bằng hữu cũng không tệ lắm. Hồng khô quỷ phù thoạt nhìn tướng mạo hung ác, bất quá trên thực tế là một người có tính nguyên tắc của mình coi như chính trực. Quỷ tha ma bắt. Tu, có một tin tức không tốt. Vẻ mặt quỷ lùng khôn nghiêm túc. Có chuyện gì vậy? Vừa rồi, thôn cùng thiết chi quốc đạt thành một cái lượng phi thường lớn về những cụ giao dịch, bao gồm khổ vô, cầm kiếm, ngàn bản, nhẫn đao, các loại, thôn cao tầng thương nghị, quyết định đem đoán tạo đảo thủ tiêu. Cái gì? Lúc này, sắc mặt thượng nguyên tu chính là trở nên khó coi chính mình vừa mới trói định đoán tạo đảo kết quả hiện tại thôn cao tầng liền muốn đem đoán tạo đảo thủ tiêu vậy mình lấy được đoán tạo thuật gia thành chẳng phải là vừa mới tới tay đã không còn chương 2 nhất thiết phải để rèn đúc đảo còn sống sót bạn đang nghe tại truyện chấm audio bọn họ nói đoán tạo đảo đã mấy chục năm đều không có chế tạo ra tương tự với vụ ẩn thất nhẫn đau trình độ nhẫn đau tương lai chỉ sợ cũng đồng dạng không có khả năng này mà những cụ bình thường, thiết quốc chế tạo, cũng không có kém hơn đoán tạo đảo, giá cả còn rẻ hơn. Vì vậy, Forger Island đơn giản là không cần thiết để tồn tại. Đoán tạo sư cũng không cần. Vừa vặn trong thôn gần đây nhân thủ không đủ, có thể đem đoán tạo sư làm nhiệm vụ ninja bổ sung vào. Thậm chí còn có vài người nói, cho dù chế tạo ra nhẫn cụ như thất nhẫn đao cũng không có ý nghĩa. Nói đường đường là bảy người nhẫn đao, khi đối mặt với Mộc dịp chỉ là một cái nhẫn nhịn, lại tan tác triệt để như vậy, bốn người bị giết chết tại chỗ, còn lại ba người, chật vật chạy trốn. Cho dù chế tạo ra nhẫn cụ có thể so với thất nhẫn đao, cũng không có ý nghĩa. Khô hồng quỷ phù tức giận bất bình nói. Những người này quả thực là đang nói hưu nói vượng. Sắc mặt thượng nguyên tu càng thêm khó coi. Thông thủ tiêu đoán tạo đảo, trên nguyên tu đạt được đoán tạo thuật gia tăng thành tựu không có không nói, trong thôn còn muốn đem đoán tạo sư bổ sung vào nhiệm vụ ninja, đối với thượng nguyên tu mà nói, càng là tai nạn. Làm đoán tạo sư, ngoài trừ trụ cột nhẫn thuật ra, chính là học tập đoán tạo thuật. Không giỏi chiến đấu chút nào. Dưới tình huống này, để đoán tạo sư đi làm nhiệm vụ ninja, lấy vụ ẩn thôn nhiệm vụ tính nguy hiểm, nhiệm vụ ninja tỷ lệ tử vong, cái này cùng trực tiếp để đoán tạo sư đi chịu chết có cái gì khác nhau. Không thể để đoán tạo đảo bị thủ tiêu càng không thể trở thành niên gia nhiệm vụ. Ánh mắt thường nguyên tu điên cuồng lóe lên. Biện pháp duy nhất có thể là tạo ra chữ đồng nhất trước khi thôn chính thức ra lệnh. Đoán tạo đảo có giá trị sẽ không bị thủ tiêu. Đoán tạo sư có giá trị sẽ không bị an bài đi làm nhiệm vụ niên gia. Nhưng với thực lực của ta tiến vào phó bản tài liệu thứ nguyên chỉ sợ rất khó đạt được tài liệu. Ta cần tay chân đã có thực lực không tầm thường. Thượng Nguyên Tu nhìn về phía khô hồng quỷ. Thực lực khô thì quỷ phù không tệ, cho dù bây giờ còn không có được cơ bắp, cho dù tuổi tác còn không phải rất lớn. Thế nhưng, một tay cha tra hấp thu thuật cùng thủy đồn, đã rất là không tệ. Hơn nữa, quỷ lùng khô là người bạn duy nhất hiện nay của Thượng Nguyên Tu. Tức là, sự tồn tại duy nhất mà Thượng Nguyên Tu có thể chiêu mộ. Quỷ Linh, ngươi lúc trước nói giấc mộng của ngươi chính là muốn có được một thanh nhẫn đao có thể so với bảy nhẫn đao, bây giờ vẫn là sao? Khô hồng quỷ phù sửng sốt một chút, không nghĩ tới thượng nguyên tu hội hỏi cái này, hiện tại cũng không phải là đàm luận giấc mộng của mình thời điểm, vấn đề hiện tại là đoán tạo đảo cùng đoán tạo sư tương lai. Nhưng quỷ lùng khô vẫn gật đầu. Tất nhiên. Bất kể phải trả giá thế nào, có ổn không? Đúng vậy. Khô hồng quỷ bình nói. Ta từ nhỏ mộng tưởng, chính là có được một thanh như vậy nhẫn đao, trở thành cùng nhẫn đao bảy người chúng tương tự tồn tại, dù cho để cho ta trả giá lớn hơn nửa đại giới, ta cũng không có vấn đề. Thượng Nguyên tu dời tầm mắt, nhìn về phía mặt biển. Trên thực tế, trước khi qua đời, lão sư đã nói với ta một việc. Thượng Nguyên tu quyết định đem năng lực của hệ thống, đổ lên người sư phụ đã qua đời của mình. Mọi người đều đã đi rồi, cũng không có ai có thể chứng thực. Thượng Nguyên Tu nói như thế nào người khác đều phải tin tưởng đó là lợi ích của người chết cho dù lệnh chiêu mộ tay chân có đặc tính bảo mật đoán tạo đảo sở dĩ chế tạo không ra nhẫn đao có thể so với thất nhẫn đao một là đoán tạo đảo các đoán tạo sư ở phương diện kỹ thuật so với các tiền bối kém không ít nhưng quan trọng hơn là vấn đề vật liệu lúc trước lão sư của ta chính là tại một cái tên đoán tạo sư thông linh thánh địa địa phương thu hoạch được tài liệu mới là hoàn thành vụ ẩn thất nhẫn đao chế tạo. Nhưng muốn tiến vào đoán tạo sư thông linh thánh địa là chuyện vô cùng khó khăn. Đầu tiên, cần lĩnh ngộ đoán tạo thuật đến trình độ nhất định. Thứ hai, cần là thể chất đặc thù. Giống như là, huyết kế hạn giới vậy. Mặt khác, bên trong phi thường nguy hiểm. Con mắt quỷ lùng thị khô hơi mở to, đang tiêu hóa tin tức thượng nguyên tu nói ra. Uhara tiếp tục lão sư trước khi chết đã giúp đỡ ta không ít bởi vậy ta hiện tại kỳ thật rất nhiều điều kiện đều đạt thành ta có được lão sư nói loại kia đặc thù thể chất ngay tại mấy ngày hôm trước ta tỉnh ngộ đoán tạo thuật cũng đạt tới yêu cầu nhưng còn tồn tại một vấn đề đó chính là thực lực chiến đấu cá nhân của ta không đủ tiến vào đoán tạo sư thông linh thánh địa thu hoạch tài liệu đoán tạo cần tiến hành chiến đấu nhưng tôi không giỏi chiến đấu thượng nguyên tu thu hồi tầm mắt nhìn về phía quỷ khô thị quỷ linh ta cần ngươi giúp ta hồng khô quỷ phù phục hồi tinh thần lại tu muốn ta giúp thế nào thượng nguyên tu đem lệnh chiêu mộ tay chân lấy ra đưa cho càng hồng quỷ tứ nói đây là khế ước của đoán tạo sư thông linh thánh địa quỷ tứ ngươi đồng ý khế ước này ta có thể triệu hoán ngươi ở đoán tạo sư thông linh thánh địa ta cần quỷ tứ ngươi giúp ta tiến hành chiến đấu thường nguyên tu không có nói thẳng đây là lệnh chiêu mộ tay chân mà là thay đổi một loại phương thức khác tác dụng là giống nhau nhưng cảm giác của con người nghe thì không giống nhau nói thẳng tay chân gì gì đó quá không tôn trọng người khác chỉ cần thành công thu được tài liệu ở đoán tạo sư thông linh thánh địa ta có thể chế tạo ra một thanh nhẫn đao không tồi nói không chừng có thể giải quyết nguy cơ đoán tạo đảo và đoán tạo sư ta chế tạo ra này thanh nhẫn đao quỷ phong ngươi nếu là để ý, vậy coi như thù lao của ngươi, thế nào? Hồng khô quỷ phù khoát tay áo. Thù lao không thù lao, không cần như vậy, tu ngươi là bằng hữu của ta, ta giúp ngươi, là bằng hữu nên làm, không cần nói thù lao, không phải là chiến đấu sao, hoàn toàn không thành vấn đề. Nói xong, trên mặt khô hồng quỷ phù hiện ra vẻ hưng phấn. Tu, coi như không phải giúp ngươi, chiến đấu như vậy, ta cũng vui vẻ tham dự trong đó không nghĩ tới còn tồn tại nơi như đoán tạo sư thông linh thánh địa tu chúng ta muốn khi nào hành động quỷ phù khô không chút do dự liền đồng ý khế ước chiêu mộ tay chân một vệt sáng lóe lên trên lệnh chiêu mộ ngay sau đó màu sắc lệnh chiêu mộ chính là thoáng biến hóa thượng nguyên tu nhìn về phía khô hồng quỷ có chút cảm động theo tình huống hiện tại mà nói càng thì quỷ phong khẳng định không phải hướng về phía thù lao nhẫn đao mà tới chính mình cũng không có nắm chắc có thể chế tạo ra nhẫn đau rất tốt càng thì quỷ phong càng không cách nào xác định bởi vậy khô hồng quỷ phù đồng ý dứt khoát như vậy hoàn toàn là vì tình hữu nghị giữa hai người mà tới vì giúp đỡ nguyên tu mà không phải mưu đồ cái gì quỷ ngươi chuẩn bị xong chưa chân mày khô hồng quỷ phù khẽ động bất cứ lúc nào tôi muốn thượng nguyên tu lấy ra bản vẽ chữ đồng nhất ý niệm vừa động được vậy thì bây giờ. Chương 3 Phó bản nhiệm vụ Mắt đỏ tiếc núi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đang mở phó bản tài liệu thứ nguyên Mở ra thành công Đang truyền tống Thượng nguyên tu mở mắt ra, chính là phát hiện mình đã đi tới một khu vực hoàn toàn xa lạ Một thị trấn nhỏ Sở hữu phong cách thị trấn biên giới điển hình trong hoang vu mang theo hy vọng yếu ớt tràn ngập khí tức giả mang sinh trưởng. Triệu hoáng tay chân. Khô hồng quỷ phù nhìn thân hình thượng nguyên tu đột nhiên biến mất, ngay sau đó liền cảm giác được trên người mình xuất hiện một cổ lực hấp dẫn. Quỷ lùng khô không phản kháng. Sau một khắc, khô hồng quỷ phù liền xuất hiện ở bên cạnh thượng nguyên tu. Tu, nơi này chính là đoán tạo sư thông linh thánh địa sao. Hồng khô quỷ phù tò mò đánh giá bốn phía. Thượng nguyên tu gật đầu đúng vậy. Một đạo thân hình, hướng hai người đi tới. Một nữ tử, tóc dài, màu đen, dáng người hơi có chút thon gầy, mặc quần áo chiến đấu giỏi giang, ở bên hông, đeo một thanh đao, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt màu đỏ thẳng tắp nhìn về phía nguyên tu. Một thanh âm vang lên trong đầu thượng nguyên tu. Nhiệm vụ phó bản. Tiết núi của xích đồng. Phần thưởng nhiệm vụ. Tài liệu văn tự đồng nhất có nhận nhiệm vụ hay không trong nháy mắt nhìn thấy xích đồng xuất hiện quỷ phù thị khô liền cảnh giác bởi vì khô hồng quỷ phù có thể cảm giác được xích đồng trên người tràn ngập nồng đậm chết người khí tức người chết trong tay xích đồng không ít quỷ linh không cần khẩn trương nàng không phải địch nhân của chúng ta là người ủy thác của chúng ta thân chủ hồng khô quỷ phù mới là biểu tình hơi chậm lại cho dù đối với đoán tạo sư thông linh thánh địa cùng trong dự đoán của mình không giống nhau có chút kỳ quái nhưng là càng thì quỷ na hiểu được ủy thác người cái từ ngữ này ý tứ là cái gì đối với ninja nhiệm vụ khách hàng là chủ nhân trong thế giới ninja có một câu nói như vậy đối với ninja mà nói không có gì quan trọng hơn nhiệm vụ cho dù là tính mạng của ninja mà người quyết định nhiệm vụ lại là người ủy thác thượng nguyên tu ở trong lòng mặc niệm một câu nhận lấy lập tức đối diện xích động liền có phản ứng giống như là bị kích phát NPC đồng dạng một hình ảnh xuất hiện trước mặt hai người một thiếu nữ thời thơ ấu sống ở đầu đường dựa vào ăn xin cùng nhặt rác mà sống cùng mùi mùi của mình nương tựa lẫn nhau đột nhiên có một ngày hai người được đế quốc cơ quan coi trọng thu dưỡng bồi dưỡng thành sát thủ sau khi hai thiếu nữ thông qua tuyển chọn vô cùng tàn khốc trở thành sát thủ cấp bậc tinh anh. Bất quá thí luyện vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Sau khi hai người tách ra, cô gái được gửi đến một thị trấn nhỏ ở rìa đế chế để tiếp tục thử nghiệm thêm. Ở chỗ này, thiếu nữ quen biết một người, một nữ chủ tiệm nhiệt tình. Hai người kết thành tình bạn không tệ. Nhưng là thiếu nữ đột nhiên nhận được đế quốc truyền đạt, giết chết nữ chủ tiệm mệnh lệnh. Ở đế quốc mệnh lệnh bên trong, nữ chủ tiệm thân phận là địch quốc gián điệp nhưng thiếu nữ cũng không phải rất tin tưởng bằng hữu của mình sẽ là gián điệp vì vậy đi tới nữ chủ tiệm trước mặt tiến hành thăm dò sau khi nhận được câu trả lời phủ định thiếu nữ liền không có ý định ra tay nhưng vừa lúc đó nữ chủ tiệm đột nhiên chủ động ra tay tập kích thiếu nữ cô gái bị buộc phải phản công và giết chết chủ cửa hàng nhưng thật lâu sau thiếu nữ mới biết nữ chủ tiệm căn bản không phải là gián điệp gì tất cả những chuyện này đều là thí luyện do cơ cấu đế quốc an bài. Nữ chủ tiệm là đế quốc cưỡng ép trở thành gián điệp, lấy tính mạng người nhà của nữ chủ tiệm làm uy hiếp. Mục đích chân chính của đế quốc chính là để cho thiếu nữ sau khi có được tình hữu nghị, lại đem đối tượng hữu nghị này giết chết. Như vậy mới xem như thông qua thí luyện, mới xem như trở thành sát thủ hợp cách của đế quốc. Theo hình ảnh kết thúc, thanh âm xích đồng vang lên ta muốn các ngươi giúp ta ngăn cản quá khứ của ta cứu mát tha để mát tha cùng người nhà của nàng hảo hảo sống sót thượng nguyên tu gật đầu được thân hình xích động biến mất thượng nguyên tu nhìn về phía cửa hàng nhỏ đối diện lúc này trong cửa hàng nhỏ đang có hai người hai nữ tử một nữ tử lớn tuổi một chút hơi có chút đầy đặn ăn mặc mộc mạc nhưng không cách nào che giấu ưu thế dáng người trong lúc đi lại đều là run rẩy làm cho người ta không rời khỏi tầm mắt. Mà đối diện, lại là xích đồng tuổi còn nhỏ hơn. Hai người giống như là bằng hữu ở chung, cười nói chuyện. Đột ngột. Nữ chủ tiệm biểu tình biến hóa một chút, không phải rất tình nguyện, trên mặt lộ ra dãy dụa, nhưng vẫn là từ phía sau lấy ra một thanh chủy thủ, hướng xích đồng vọt tới, mạnh mẽ để cho mình biểu hiện hung ác. Quỷ tha ma bắt. Hiểu rồi trong nháy mắt xích đồng chuẩn bị tiến hành phản kích thủy độn thủy vụ chi thuật đóng dấu nhanh trong nháy mắt đại lượng hơi nước chính là xuất hiện đem phụ cận toàn bộ khu vực đều là bao phủ lên bao gồm cả tiểu điếm tầm mắt xích đồng bị quấy nhiễu nhất là bà chủ tiệm thân hình thượng nguyên tu đi tới bên cạnh nữ chủ tiệm đừng sợ chúng tôi là quân cách mạng chúng tôi ở đây để cứu các bạn Uhara tự tạo cho mình một danh tính để làm cho nó dễ dàng hơn cho các nữ chủ cửa hàng để tin tưởng chính mình. Sau đó thượng nguyên tu ông lấy nữ chủ tiệm, lao ra ngoài cửa hàng. Quỷ lùng khô đang tiến hành đối kháng với xích đồng. Thượng nguyên tu mang theo nữ chủ tiệm lao ra khỏi hơi nước, mới buông nữ chủ tiệm xuống. Một bên mang theo nữ chủ tiệm tiếp tục hướng rời xa xích đồng phương hướng chạy, một bên nói. Lấy ngươi tình huống bây giờ, tại đế quốc đã không cách nào sinh tồn được cũng chỉ có thể vượt qua biên cảnh gia đình anh đâu nữ chủ tiệm nói trong nhà giam ngầm ở trung tâm trấn nhỏ tốt ta trước đưa ngươi ra khỏi trấn nhỏ sau đó đưa người nhà của ngươi tới chờ ta nữ chủ tiệm kinh ngạc nhìn bóng lưng thượng nguyên tu rời đi khi bị đế quốc cơ cấu tìm tới một khắc kia nữ chủ tiệm cũng đã làm tốt tử vong chuẩn bị thời gian còn lại cũng chỉ là đang chờ đợi tử vong tiến đến, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có người cứu mình. Quân cách mạng Khi lên nguyên tu trở lại trấn nhỏ, quỷ hộ đã thoát khỏi xích đồng. Ta sử dụng thủy phân thân thuật, đem nó hấp dẫn đến một cái phương hướng khác, tu, kế tiếp chúng ta làm cái gì? Chúng ta đi trung tâm trấn nhỏ, cứu người nhà của nữ chủ tiệm kia ra, nếu có người ngăn cản, trực tiếp giết. Được. Nhà giam ngầm ở trung tâm trấn nhỏ, quả thật có người trông coi. Nhưng thực lực của những người này không bằng xích đồng. Dù sao nội dung công việc của bọn họ cũng chỉ phụ trách trông coi người bình thường mà thôi. Không nói đến quỷ tha ma bắt nữa. Ngay cả thượng nguyên tu, hà nhẫn không am hiểu chiến đấu, đều ở trên bọn họ. Địch tập kích. Một gã thanh niên quá sợ hãi, cầm lấy vũ khí liền muốn phản kích. Nhưng trước đó, khô hồng quỷ phù ném ra khổ vô, cũng đã trúng cổ họng răng rắc. Cửa nhà giam ngầm được mở ra. Thanh âm của Thượng Nguyên Tu vang lên. Mọi người đi theo tôi, tôi là quân cách mạng, tới cứu mọi người. Chương 4 Chính là bọn hắn hối hận nhất lựa chọn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cảm ơn các ngươi. Sau khi lên làm Nguyên Tu và Khô Thị Quỷ Di đưa nữ chủ tiệm, cùng với người nhà của nữ chủ tiệm đến khu vực an toàn, thân hình xích đồng không xuất hiện nữa, nhưng có âm thanh vang lên bên tai thượng nguyên tu ngay sau đó chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ xin hỏi có nên rời khỏi phó bản tài liệu thứ nguyên không vâng dây tiếp theo thượng nguyên tu cùng thân hình khô hồng quỷ phù đều là về tới đoán tạo đảo một đống tài liệu xuất hiện trước mặt thượng nguyên tu quỷ khô nhìn qua tu đây là vật liệu chế tạo nhẫn cụ sao thượng nguyên tu gật đầu không sai. Có cái này, tu ngươi liền có thể chế tạo ra bảy nhẫn đao cấp bậc. Nếu thuận lợi, hẳn là có thể. Thường Nguyên tu nói. Quỷ Linh, ngươi còn phải giúp ta một việc, ta dự định hiện tại liền đi tiến hành đoán tạo nhẫn cụ, nhưng đoán tạo đảo tình huống bây giờ, có thể sẽ có chút hỗn loạn. Ta cần quỷ tứ ngươi giúp ta trông coi bên ngoài, không cho ta bị quấy rầy. Quỷ Lùng khô đồng ý. Không thành vấn đề, giao cho ta đi đảo Phót G không lớn nhưng cũng không nhỏ. Bởi vì bên trong sơn động nơi này tồn tại nham thạch, nhiệt khí bốc hơi, cho nên liền trở thành một nơi vừa vặn thích hợp trèn đúc. Ở thời đại vụ ẩn thất nhẫn đao được chế tạo ra, nơi này chính là thánh địa của vụ ẩn thôn. Vô số ninja vụ ẩn thôn đều tràn ngập hướng tới nơi này. Hy vọng ở Phót G Island, lấy được một con nhẫn. Nhưng theo thời gian trôi qua, vẫn luôn không có nhẫn đao cấp bậc vụ ẩn thất ra đời, hơn nửa bảy người vụ ẩn thôn khi đối mặt với mại đặc đới gặp phải thảm bại sức ảnh hưởng của đoán tạo đảo ở thôn vụ ẩn dần dần giảm xuống những lời mà lãnh đạo cấp cao trong thôn nói đúng là suy nghĩ hiện tại của một bộ phận người trong thôn hiện tại số lượng đoán tạo sư trên đoán tạo đảo kỳ thật đã không nhiều lắm ngay cả nguyên tu cùng một chỗ chỉ có mười mấy cái sau chuyện lần này chỉ sợ số lượng còn có thể giảm bớt hồng khô quỷ phù ngồi xuống trước cửa phòng rèn quay đầu nhìn thoáng qua so với thượng nguyên tu khô hồng quỷ phù còn hưng phấn hơn một chút không nghĩ tới vụ ẩn thất nhẫn đao lại còn cất giấu bí mật như vậy không nghĩ tới còn tồn tại nơi như đoán tạo sư thông linh thánh địa không chỉ có yêu cầu đối với trình độ đoán tạo thuật còn có yêu cầu đối với thể chất khó trách nhiều năm như vậy cũng không có nhẫn cụ mới có thể chế tạo ra vụ ẩn thất nhẫn đao nhưng hiện tại tu đã thỏa mãn tất cả điều kiện. Thời đại nhẫn đau, sắp một lần nữa phủ xuống. Thật khiến người ta chờ mong. Khô thị quỷ phù đã nhịn không được tưởng tượng, tương lai mình cầm nhẫn trong tay, cùng địch nhân chiến đấu bộ dáng. Đối với việc thượng nguyên tu lần này có thể thành công chế tạo ra nhẫn cụ hay không, khô hồng quỷ phù cũng không lo lắng. Một là, càng thị quỷ di tin tưởng thượng nguyên tu, nếu thượng nguyên tu nói hẳn là có thể, vậy hẳn là có thể mà coi như là lần này thất bại, nhưng là khô hồng quỷ hộ cảm thấy thượng nguyên tu nếu đã tìm được chính xác con đường, nhiều như vậy nếm thử vài lần, nhất định là sẽ thành công. Về phần cao tầng thôn muốn thủ tiêu đoán tạo đảo, muốn đoán tạo sư trở thành ninja nhiệm vụ. Khô thị quỷ dị cảm thấy, chuyện đoán tạo đảo mình không ảnh hưởng được. Nhưng là để cho thượng nguyên tu lấy được một phần tương đối thanh nhàn ninja công tác, mà không phải đi làm nhiệm vụ ninja, vẫn là có thể làm được dù sao chính mình chỗ khô hồng gia tộc, lớn nhỏ cũng là cái niêm gia gia tộc. Hy vọng tu có thể trợ giúp vụ ẩn thôn, đúc lại vinh quang của dòng nhẫn đao. Cách đó không xa có đồng tỉnh truyền đến. Một ít đoán tạo sư, tự hồ đang thu thập đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi đoán tạo đảo. Rất hiển nhiên, quyết định của lãnh đạo thôn đã truyền ra. Những đoán tạo sư này cảm thấy, so với đợi đến lúc đó, do thôn tiến hành an bài cho mình, còn không bằng mình chuẩn bị sẵn sàng trước như vậy ít nhất lựa chọn của mình sẽ nhiều hơn một chút hồng khô quỷ phù lắc đầu những người này sẽ không biết bây giờ và đó sẽ là lựa chọn tồi tệ nhất mà họ từng thực hiện một khi thượng nguyên tu chân chế tạo ra những cụ cấp bậc vụ ẩn thất nhẫn đao như vậy địa vị của đoán tạo sư ở vụ ẩn thôn nhất định sẽ được tăng lên trên diện rộng đứng mũi chịu sào không thể nghi ngờ chính là thượng nguyên tu nhưng những đoán tạo sư khác cũng có thể dính vào ánh sáng của nguyên tu nhưng những đoán tạo sư mình chủ động rời khỏi đoán tạo đảo này có thể trở về hay không thì khó mà nói hơn nữa cho dù có thể trở về địa vị khẳng định là không bằng những người kiên trì không rời đi bất quá khô hồng quỷ phù không có đi nhắc nhở thứ nhất đối phương không nhất định sẽ tin tưởng thứ hai thượng nguyên tu bây giờ còn chưa hoàn thành chế tạo nhẫn cụ khô thì quỷ phù không muốn tăng thêm phiền toái cho thượng nguyên tu theo vài tên đoán tạo sư rời đi bốn phía an tĩnh lại hồng khô quỷ phù ngồi ở cửa trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lúc trước tại đoán tạo sư thông linh thánh địa cảnh tượng toàn bộ quá trình cùng ninja nhiệm vụ tương tự thế nhưng ở trên kinh nghiệm của xích đồng khô hồng quỷ phù thấy được phi thường rõ ràng cảm giác quen thuộc có thể nói cơ cấu đế quốc đối với sát thủ bồi dưỡng cùng vụ ẩn thôn đối với ninja bồi dưỡng kỳ thật rất giống nhau Đều là huấn luyện phi thường nghiêm khắc, hà khắc Cái trước, cố ý để sát thủ kết giao bằng hữu, lại giết chết người bạn này Mà cái sau, đồng dạng là để cho đồng bọn tự giết lẫn nhau Đó là cách mà quỷ lùng khô xuất hiện Giống nhau còn có không chém nữa Mặt khác, phương thức tuyển chọn rễ cây của Mộc Dịp cũng cực kỳ tương tự Đoàn tàn an bài, dược sư đâu cùng dược sư giả nãi vũ tự giết lẫn nhau cùng với tá tỉnh cùng tính tự giết lẫn nhau, chính là điều mà quỷ lùng quan tâm là một điểm khác. Đó chính là xích đồng hối hận vì đã giết chết bằng hữu. Sẽ hối hận, liền đại biểu xích đồng cho rằng mình lúc trước làm sai rồi. Vậy, mình thì sao? Hồng khô quỷ phù hồi tưởng lại lúc trước mình giết chết những đối thủ cạnh tranh kia, cũng là khuôn mặt đồng bọn. Một khuôn mặt quen thuộc. Cho dù hiện tại đã qua không ít năm, khô hồng quỷ phù đều còn nhớ rõ hãy nhớ vẻ mặt của họ khi họ chết trong thời gian rất lâu đối với chính sách huyết vụ chi lý của vụ ẩn thôn khô thị quỷ phù là không có chút hoài nghi nào giống như những người khác người ta tin rằng chính sách khắc nghiệt như vậy mới có thể tạo ra những ninja đủ mạnh và xuất sắc ninja được bồi dưỡng như vậy mới là căn bản để vụ ẩn thôn đặt chân có thể bảo đảm địa vị thôn ninja lớn của thôn vụ ẩn có thể làm cho thực lực của vụ ẩn thôn càng ngày càng mạnh. Nhưng hiện tại, sau khi nhìn thấy xích đồng hối hận, trong lòng càng hồng quỷ linh xuất hiện một tia dao động. Không nói nghi ngờ đối với chính sách trong huyết vụ chi, thế nhưng, quả thật đối với việc mình có kiên định giết chết những đồng bọn kia hay không có chút ý nghĩ không giống với lúc trước. Thượng Nguyên tu tiến vào đoán tạo thất, lập tức khóa trái cửa. Sau đó lấy bản vẽ ra, cùng với tài liệu lấy được từ phó bản tài liệu thứ Nguyên chữ đồng nhất ở thế giới xích đồng chỉ là thần cụ nhưng so với thất nhẫn đau của vụ ẩn thôn cũng không kém chương 5 rèn đúc bắt đầu đồng nhất văn tự bạn đang nghe tại truyện chấm audio thượng nguyên tu nhìn về phía bản vẽ lúc này đồng nhất văn tự bản vẽ đã không có để cho thượng nguyên tu lần nữa đi tới thứ nguyên tài liệu phó bản năng lực nói một lần cơ hội cũng thật sự chỉ có một lần cơ hội thượng nguyên tu may mắn mình còn có một người bạn như càng hồng quỷ linh nếu không coi như là đối mặt tuổi trẻ xích đồng thượng nguyên tu đều không có nắm chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ bản vẽ hiện tại chính là một bản vẽ rèn đơn thuần nhưng phía trên đánh dấu chi tiết các bước rèn lượng vật liệu dùng bất quá lấy bản vẽ nội dung phức tạp độ mà nói cho dù đánh dấu như thế tỉ mỉ cũng không phải người nào đều có thể xem hiểu được bởi vì ngay cả thượng nguyên tu nhìn đều có chút nhức đầu dưới tình huống không được gia tăng thuật đoán tạo thượng nguyên tu cũng có trình độ tốt ở đoán tạo đảo đã là đứng đầu rồi đoán tạo đảo mấy chục năm qua suy sụp lợi hại thượng nguyên tu nhìn rất cẩn thận tài liệu chỉ có một phần một khi thất bại sẽ không có cơ hội làm lại phải thành công nếu không có tin xấu do quỷ khô mang đến thượng nguyên tu còn có khả năng dung sai nhưng sau khi biết được tin tức cao tầng thôn quyết định thủ tiêu đoán tạo đảo thượng nguyên tu liền biết mình không thể thất bại một khi đoán tạo đảo bị thủ tiêu đoán tạo thuật của mình sẽ biến mất mặt khác mình còn bị ép đi làm ninja nhiệm vụ làm ninja nhiệm vụ của vụ ẩn thôn vậy còn không bằng trực tiếp phản bội bất quá phản bội dưới tình huống không có thực lực cũng không phải là lựa chọn tốt đây là kết quả mà thượng nguyên tu tuyệt đối không muốn nhìn thấy không thể thất bại thời gian nửa ngày thượng nguyên tu mới là xem xong nội dung bản vẽ nhớ kỹ nhưng không có lập tức tiến hành rèn đúc mà là nhắm mắt lại ở trong đầu tiến hành thôi diễn đây là một quá trình mà tất cả đoán tạo sư đều sẽ tiến hành không có thiên phú về phương diện này thì không có tư cách trở thành đoán tạo sư chờ thôi diễn nhiều lần thượng nguyên tu mới mở mắt tuy nhiên vẫn chưa chính thức tiến hành rèn đúc mà là mang đến vật liệu khác tiến hành mô phỏng rèn đúc bởi vì vật liệu bất đồng đặc tính bất đồng cho nên kết quả rèn ra khẳng định bất đồng tuy nhiên áp dụng các bước tương tự cách thức vẫn có thể tiến hành tham khảo nhất định từng đợt thanh âm kim loại bị gõ truyền ra mãi cho đến một ngày thời gian trôi qua thường nguyên tu mới là tự đoán tạo thất bên trong đi ra tu như thế nào đã kiểm tra kém không nhiều lắm Thượng Nguyên Tu nói. Chờ ta nghỉ ngơi tốt, là có thể bắt đầu rèn đúc chính thức. Quỷ dữ, có gì ăn không? Có. Khô thị quỷ phù khi nhìn thấy Thượng Nguyên Tu ở trong phòng rèn lâu như vậy cũng không có đi ra, liền đi chuẩn bị đồ ăn, không cần rời đi, trực tiếp để thủy phân thân đi chuẩn bị. Đây chính là tính tiện lợi của thuộc phân thân. Đặc biệt là ở những khu vực không có thông tin tình báo tương tự, có thể có không gian hoạt động lớn hơn lúc trước ở thứ nguyên tài liệu phó bản ở giữa khô hồng quỷ phù cũng là dựa vào cái này dời đi trẻ tuổi mắt đỏ chú ý cùng với đế quốc cơ cấu nhân viên chú ý mới là thuận lợi đem nữ chủ tiệm cả nhà đưa tới khu vực an toàn vừa ăn thượng nguyên tu vừa hỏi quỷ linh tình hình đoán tạo đảo bây giờ thế nào rồi mệnh lệnh chính thức còn chưa hạ xuống nhưng đoán tạo sư đã đi rất nhiều chỉ còn lại mấy cái người bên ngoài đều cảm thấy đoán tạo đảo đã xem như chỉ còn trên danh nghĩa. Khô hồng quỷ phù nói. Bất quá chỉ cần tu ngươi ở đây, khẳng định có thể làm cho thanh danh đoán tạo đảo một lần nữa trở lại quá khứ. Bây giờ những người rời đi, bọn họ nhất định sẽ hối hận. Hồng khô quỷ phù rất chướng mắt những đoán tạo sư hiện tại rời đi. Uhara một lần nữa bước vào phòng rèn. Lấy kim loại lấy được từ phó bản tài liệu thứ nguyên làm tan chảy ở nhiệt độ cao nhiệt độ cao này một phần đến từ dung nham một phần khác đến từ chakra tức là chakra thuộc tính hỏa cái này kỳ thật ở ý nghĩa nào đó mà nói cũng là một loại nhẫn thuật bất quá chính là không thích hợp dùng ở trong chiến đấu bởi vậy không có bị quan lấy nhẫn thuật danh hiệu liên tục tiêu hao chakra chế tạo liên tục nhiệt độ cao dần dần kim loại mềm xuống Uhara vung một cây búa và đặt kim loại lên trên bàn rèn. Đinh. Một búa rơi xuống, kim loại chính là biến hình. Quá trình này được gọi là hammer. Thông qua không ngừng chú ý kích, rèn luyện, để nâng cao tính cứng cỏi của kim loại. Đó là nền tảng của thợ rèn. Nhưng cũng không đơn giản. Rất khảo nghiệm kỹ thuật của một đoán tạo sư. Trên đảo đoán tạo, về búa đánh, có phương pháp đối ứng đặc biệt, cũng có thể gọi là thuật, phối hợp hô hấp phối hợp cha phối hợp tiết tấu có thể sinh ra hiệu quả búa đánh khác nhau thầy giáo của thượng nguyên tu dạy cho thượng nguyên tu thuật chù y kích tên là dung nham đoán đã có thể gia tăng độ bền của kim loại rất lớn đinh 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 sau khi lặp lại hơn trăm lần thượng nguyên tu dừng lại đây là dung nham rèn luyện cực hạn lại tiếp tục tiến hành rèn luyện Đối với kim loại cũng không có thêm vào tăng lên hiệu quả. Kế tiếp, Thượng Nguyên Tu bắt đầu tiến hành tạo hình. Đem kim loại rèn tốt, tạo thành hình thái thái đao. Quá trình này tương đối đơn giản. Nhưng kế tiếp chính là trọng điểm. Ma thuật. Đây là tên gọi của Thượng Nguyên Tu. Trong thế giới của Natru, trong Fogger Island không có tên gọi như vậy. Nhưng hai chữ này lại đúng mức. Trong phó bản tài liệu thứ nguyên, thường nguyên tu có ba loại tài liệu. Một loại là cơ sở kim loại, mặt khác hai loại, một loại là tăng lên cứng cỏi cùng sắc bén trình độ phụ gia vật liệu, một loại khác thì là có thể cho đồng nhất văn tự có được đặc thù năng lực vật liệu. Trong quá trình rèn, loại vật liệu thứ nhất và loại thứ hai được sử dụng. Nhưng loại vật liệu thứ ba cũng phải sử dụng sau khi hoàn thành tạo hình. Một quả thủy tinh màu xanh biếc, bị thường nguyên tu cầm ở trong tay đây mới là mấu chốt của chữ đồng nhất có thành hay không phải xem lần này không có thủy tinh màu xanh lá cây này nhẫn đao chế tạo ra cũng chỉ cứng cỏi hơn nhẫn đao bình thường một chút sắc bén hơn một chút nhưng cũng chỉ là nhẫn đao bình thường mà thôi nhưng nếu là có thể đem lục sắc thủy tinh dung nhập vào chế tạo ra nhẫn đao liền hoàn toàn không giống với tất nhiên có thể đạt tới cấp bậc vụ ẩn thất nhẫn đao thượng nguyên tu nhắm mắt lại hồi tưởng lại quá trình suy diễn lúc trước của mình một lần hai lần ba lần răng rắc nương theo một đạo thanh âm thanh thúy thượng nguyên tu mở to mắt bóp nát thủy tinh màu xanh biếc trong tay chất lỏng màu xanh nhạt từ bên trong chảy ra rơi vào trên phôi đao thượng nguyên tu đặt hai tay lên trên phôi đao cha ra ngưng tụ ở hai tay chất lỏng màu xanh lá cây dưới sự khống chế của thượng nguyên tu chậm rãi dung nhập vào trong phôi đao từng chút một thấm vào màu sắc của đao phôi kia dường như trong quá trình này cũng chậm rãi biến hóa thời gian trôi qua từng chút một quá trình này rất chậm hơn nữa yêu cầu khống chế đối với chakra nguyên tu rất cao một chút sai sót có thể sẽ dẫn đến thất bại một đạo thân hình dẫn đội đi tới đoán tạo đảo quỷ phù khô nhìn thấy người tới ánh mắt lóe lên một cái Chương 6 Hoshigaki Kisam vs Yabuya Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Nếu không trảm nhìn thấy khô hồng quỷ phù, rõ ràng có chút ngoài ý muốn Quỷ giữ tiền bối Hai người đều là ninja ưu tú thế hệ trẻ của vụ ẩn thôn, đều biết sự tồn tại của đối phương Tuổi của quỷ lùng khô lớn hơn một chút Bởi vậy nếu không chém một tiếng tiền bối xưng là càng thì quỷ di thủy ảnh đại nhân ra lệnh rồi à? Quỷ khô hỏi. Không trảm cũng không trả lời, mà hỏi ngược lại một câu. Quỷ giữ tiền bối ở chỗ này làm gì? Hồng khô quỷ phù trầm mặt trong chốc lát. Người đi chỗ khác trước đi, nơi này có người đang tiến hành rèn đúc, không thể bị quấy rầy. Đoán tạo. Không trảm nheo mắt lại một chút. Thủy ảnh đại nhân đã ra lệnh, từ nay về sau, vụ ẩn thôn không còn đoán tạo đảo cũng không có đoán tạo sư cho nên mắt quỷ khô nheo lại lại bất cảm nhún vai nói cho nên người bên trong nên dừng lại rời khỏi đoán tạo đảo dựa theo thủy ảnh đại nhân mệnh lệnh đi tới thủy ảnh cao ốc đăng ký làm nhiệm vụ ninja tiểu quỷ ngươi xác định quỷ khô đứng lên một trận sát ý từ trên người khô hồng quỷ phụ tản ra nếu không chém sau lưng vài tên ninja theo bản năng lui về phía sau vài bước. Nhưng nếu không chém cũng không có. Thậm chí trong mắt còn lộ ra sắc thái hưng phấn. Khô hồng quỷ phù, cải lại thủy ảnh đại nhân mệnh lệnh, ngươi biết là hậu quả gì không? Ta có quyền chém giết ngươi ngay tại chỗ. Hai người đều là thiên tài của vụ ẩn thôn. Quỷ lùng khô lớn hơn mấy tuổi so với không chém nữa. Bởi vậy ở phương diện thanh danh, quỷ phù khô thì hiện tại sẽ mạnh hơn không ít so với không chém nữa. Nhưng nếu không chém thì cũng không phục càng thì quỷ dữ. Hiện tại nếu không trảm xem ra, chính là một cơ hội chứng minh bản thân. Danh chính ngôn thuận đánh một trận với quỷ khô thị. Cơ hội như vậy, không phải lúc nào cũng có. Tay không chém nữa, ấn về phía chui đao bên hông. Quỷ phù khô chú ý tới động tác không chém nữa, ánh mắt trở nên sắc bén. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Ngay lúc này. Răng rắc. Cửa phòng rèn, từ bên trong mở ra. Quỷ dữ, thành công rồi. Thượng Nguyên Tu từ bên trong đi ra, chờ sau khi nhìn thấy tình huống bên ngoài, thoáng sửng sốt. Không khí rất là ngưng trọng. Khâu thị quỷ phù đang cùng một gã ninja trẻ tuổi dặn co, ninja trẻ tuổi phía sau, vài tên ninja có chút chân tay lúng cuốn đứng, không biết là nên ban nếu không chém hay là nên ngăn cản hai người mãi cho đến khi thượng nguyên tu đi ra nghe được thanh âm của nguyên tu sắc mặt khô hồng quỷ linh mãnh liệt vui mừng thật tốt quá tu ta biết ngay ngươi nhất định có thể thành công không trảm nhíu mày nhìn về phía nhẫn đao trong tay nguyên tu ở phương diện nhẫn đao này nếu không chém kỳ thật cũng giống như quỷ dữ khô khan đều khát vọng có được một thanh nhẫn đao thuộc về mình đều khát vọng trở thành một trong bảy người nhẫn đao khi nhìn về phía nhẫn đau trong tay thượng nguyên tu nếu không chém trước tiên cũng cảm giác được nhẫn đau trong tay thượng nguyên tu tựa hồ cùng nhẫn đau bình thường cũng không giống nhau lại liên tưởng đến lời nói trước khi khô hồng quỷ trong lòng bất trảm hiện ra một suy đoán sau một khắc nhìn về phía trên nguyên tu trong tay nhẫn đau nếu không chém trong mắt chính là lộ ra vẻ nóng rực thượng nguyên tu nhìn về phía tái bất trảm quỷ dữ đây là đào địa nếu không chém, phùng thủy ảnh đại nhân mệnh lệnh, đến đây chấp hành đoán tạo đảo mệnh lệnh, thủ tiêu đoán tạo đảo, đem tất cả lưu lại đoán tạo sư đều mang tới thủy ảnh đại lâu. Quỷ lùng khô nhất miệng cười. Nhưng hiện tại, đoán tạo đảo khẳng định thủ tiêu không được. Tu, chúng ta cùng đi thủy ảnh đại lâu. Chúng ta cùng đi đem tin tức tốt này nói cho thủy ảnh đại nhân. Thượng nguyên tu chần chờ một chút, gật đầu. Sở dĩ chần chờ, là bởi vì thượng nguyên tu tính toán một chút, cảm thấy thủy ảnh đời thứ ba hiện tại, xác suất đại khái đã ở dưới sự khống chế của vũ trí ba ban, đã thành khôi lỗi của vũ trí ba ban. Nhưng mà thượng nguyên tu nghiêm túc suy nghĩ một chút, chính mình muốn bảo trụ đoán tạo đảo, muốn bảo trụ chính mình đoán tạo sư thân phận, như vậy phơi bày đồng nhất văn tự là chuyện tất nhiên. Thủy ảnh đời thứ ba nhất định sẽ biết. Hiện tại có đi thủy ảnh cao ốc hay không? kết quả là giống nhau mặt khác lấy thực lực của vũ trí ba bang đối với một thanh nhẫn đao hẳn là sẽ không có bao nhiêu để ý đây là một cái ngay cả đuôi thú đều chướng mắt tồn tại thượng nguyên tu có chút may mắn hiện tại vụ ẩn thôn không phải là thời đại tiễn thương bị vũ trí ba mang đất khống chế so với việc vũ trí ba bang lợi dụng vụ ẩn thôn vũ trí ba mang đất đối với vụ ẩn thôn mới thật sự là thống hận cho dù vụ ẩn thôn có chút manh mối cuộc khởi lấy tính cách vũ trí ba mang đất khẳng định đều sẽ nghĩ biện pháp đem giai đoạn chôn vùi ở hạt giống sẽ không cho vụ ẩn thôn bất cứ cơ hội nào hồng khô quỷ phù và thượng nguyên tu rời khỏi đoán tạo đảo đi về hướng thủy ảnh đảo nếu không trảm đội trưởng chúng ta đuổi theo bọn họ đồng nhất văn tự chúc mừng ký chủ hoàn thành đoán tạo rèn chữ đồng nhất thành công Độ hoàn thành, bình thường. Chúc mừng ký chủ đạt được kinh nghiệm kiếm thuật ít 300. Đây là lúc Thượng Nguyên Tu hoàn thành rèn đúc văn tự đồng nhất, nhận được phần thưởng phản hồi. Giờ phút này, tin tức tràn vào trong đầu Thượng Nguyên Tu chính là tin tức về chữ đồng nhất. Đồng nhất văn tự. Loại hình. Thái đao. Phẩm chất. Bình thường. Năng lực. Vết thương không thể chữa lành vết thương do chữ Kirichi tạo thành, không thể chữa lành, nhưng bởi vì phẩm chất bình thường, hiệu quả bị suy yếu, thời gian hiệu quả giảm xuống còn 10 ngày. Ghi chú Căn cứ vào quy tắc thứ ba của đoán tạo sư, nhẫn đau không thể thương tổn đoán tạo giả. Chỉ là phẩm chất bình thường, làm cho thượng nguyên tu có chút tiếc nuối. Thế nhưng, lần đầu tiên chế tác, có thể đem chữ đồng nhất thành công chế tác ra, thượng nguyên tu vẫn là cơ bản hài lòng ít nhất đó là một khởi đầu thành công. Hơn nữa văn tự đồng nhất phẩm chất bình thường, so với vụ ẩn thất nhẫn đau mà nói, cũng đã là nhẫn đau rất tốt. Trường đau, cùng đau, thậm chí ngay cả chém đầu đại đau ở thượng nguyên tu xem ra, cũng không bằng thanh đồng nhất văn tự này. Mặt khác, không cách nào thương tổn đoán tạo giả điểm ấy, càng làm cho thượng nguyên tu kinh hỉ. Ít nhất sẽ không có khả năng bị đâm sau lưng. Thượng Nguyên Tu nhìn về phía màn hình bán trong suốt trước mặt. Tính danh. Thượng Nguyên Tu. Tổng hợp thực lực. Hạ nhẫn. Kiếm thuật. Nhập môn, 300, kỹ thuật trèn. Tốt, xuất sắc. Rèn đảo cộng thêm. Vật phẩm nhiệm vụ. Không. Đoán tạo sư danh vọng. 39, đánh giá. Làm một gã đoán tạo sư, cơ sở cũng không tệ lắm, bởi vì có sân rèn của mình kỹ thuật đoán tạo chiếm được gia tăng có tỷ lệ chế tạo ra những cụ tinh phẩm trở lên là một gã ninja, gia thực lực đáng lo ngại trong chiến tranh chỉ có thể xem như bia đỡ đạn hai người đi tới cửa thủy ảnh cao ốc chúng ta cần gặp thủy ảnh đại nhân có chuyện vô cùng trọng yếu khô hồng quỷ phù hướng thủ vệ ninja gia nói thủ vệ ninja gia thản nhiên nhìn khô hồng quỷ hộ một cái thủy ảnh đại nhân đang bận Chương 7 Miyuka Đệ Tam Chấn Kinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Xin thông báo một tiếng. Thủy ảnh đại nhân nói, lúc hắn bận rộn, ai cũng không thể quấy rầy hắn. Chúng tôi có những điều rất quan trọng. Thủ vệ ninja nheo mắt lại. Không khí, đột nhiên trở nên có chút khẩn trương. Thượng Nguyên Tu có chút giật mình trước lệ khí của ninja thôn vụ ẩn. Nhưng nghĩ lại, lợi khí nặng, không phải là đặc thù của người ẩn nhẫn sao cũng chỉ là tình huống đoán tạo đảo hơi khác một chút thủ vệ ninja tầm mắt rơi vào khô hồng quỷ hộ trên người quỷ luồng khô không hề có ý rút đi hồi lâu ta đi báo cáo thủy ảnh đại nhân một chút các ngươi ở chỗ này chờ không nên tự tiện tiến vào nếu không chọc giận thủy ảnh đại nhân hậu quả các ngươi không chịu nổi nói xong thủ vệ ninja xoay người tiến vào thủy ảnh cao ốc một đạo thân hình lặng lẽ rời khỏi thủy ảnh cao ốc, không ai nhìn thấy. Không lâu sau, thủ vệ niên gia trở về. Thủy ảnh đại nhân cho các ngươi đi vào. Thượng Nguyên Tu và Càng Hồng Quỷ Lan đi vào thủy ảnh cao ốc. Nếu không trảm bất động thanh sắc đi theo ở phía sau. Thượng Nguyên Tu đánh giá thủy ảnh đời thứ ba ngồi đối diện. Tóc dài, ánh mắt thon dài, thoạt nhìn giống như là một người rất trầm ổn, ôn hòa ngay cả nói chuyện cũng là chậm thanh chậm khí. Ở trên người hắn, nhìn không thấy chút khí tức vội vàng sao động nào. Thế nhưng, trong huyết vụ, vừa vặn là bắt đầu từ thời kỳ thủy ảnh đời thứ ba. Thượng Nguyên Tu không xác định là ngay từ đầu, chính là vũ trí ba bang khống chế thủy ảnh đời thứ ba mới sáng tạo ra chính sách trong huyết vụ, hay là thủy ảnh đời thứ ba bản thân đã có ý nghĩ như vậy. Cũng mặc kệ là cái trước hay là cái sau, đều chứng minh, hiện tại ba đời thủy ảnh, cũng không giống như là biểu hiện ra ngoài bộ dáng. Ngồi đi. Thủy ảnh đời thứ ba khép văn kiện trong tay lại, xoa xoa huyệt thái dương, sau đó, nặng ra một nụ cười, nhìn về phía ba người thượng nguyên tu. Tùng bản nói với ta, các ngươi có chuyện rất trọng yếu, là chuyện gì? Thượng nguyên tu đem chữ đồng nhất trong tay trình lên. Thủy ảnh đại nhân, đây là nhẫn đao ta vừa chế tạo ra, một chữ tên đồng. Nhẫn đao. Thủy ảnh đời thứ ba nhận lấy, đánh giá một chút. Rất tốt, đau hình, sắc bén, cứng cỏi, trong nhẫn đao đều là tồn tại tinh phẩm. Thủy ảnh đời thứ ba đánh giá một chút, nhìn về phía Nguyên Tu. Người tên là gì? Hồi thủy ảnh đại nhân, ta gọi Nguyên Tu là đệ tử của Tan Mộc Lão Sư. Tan Mộc sao? Thủy ảnh đời thứ ba lộ ra một biểu tình giật mình. Năm đó Tan Mộc còn chế tạo nhẫn cho ta, rất tốt, xem như chỉ đứng sau vụ ẩn thất nhẫn đao trong số rất nhiều đoán tạo sư trên đảo kỹ thuật của tang mộc là số một số hai thời gian trôi qua thật nhanh chỉ chớp mắt đệ tử tang mộc đã lớn như vậy rồi cậu có thể tạo ra một chiếc nhẫn nhẫn chất lượng như vậy sang ki chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng vui mừng nếu cậu còn sống đoán tạo đảo có hậu bối trẻ tuổi như ngươi cũng không cần lo lắng nhưng đột nhiên biểu tình thủy ảnh đời thứ ba hơi cứng đờ bởi vì thủy ảnh đời thứ ba nhớ lại ngay tại trước đó không lâu, chính mình mới chính thức hạ đạt thủ tiêu đoán tạo đảo, hủy bỏ tất cả đoán tạo sư thân phận, đem đoán tạo sư quy hóa thành bình thường nhiệm vụ niêm gia mệnh lệnh. Thủy ảnh đời thứ ba nhìn coi trọng nguyên tu, lại nhìn một chút rồi không chém nữa. Chấp hành nhiệm vụ thanh lý đoán tạo đảo, chính là không chém nữa. Thủy ảnh đời thứ ba lập tức hiểu được ý đồ của thượng nguyên tu. Tu, ngươi chế tạo ra thanh nhẫn đao này, quả thật không tệ. Thủy ảnh đời thứ ba nói. Thế nhưng, ở trên chiến trường, nhẫn đau như vậy, cùng nhẫn đau của thiết chi quốc, không có khác biệt quá lớn, thôn tất chọn cân nhắc lợi ích của cả thôn. Sự tồn tại của đoán tạo đảo, đối với thôn, tác dụng bây giờ là phụ. Một đoán tạo sư tiêu hao rất lớn. Nếu là thời kỳ hòa bình, thôn có thể nuôi dưỡng được. Nhưng mà, hiện tại chiến tranh tiến hành rất lợi hại. Ta biết đối với các ngươi mà nói, đây là một chuyện rất tàn nhẫn nhưng tu vì thôn ta không thể không làm ra quyết định như vậy thủy ảnh đời thứ ba nói rất uyển chuyển nhưng kỳ thật rất rõ ràng tức là hiện tại đoán tạo sư tồn tại đoán tạo đảo tồn tại đối với vụ ẩn thôn mà nói đều là một gánh nặng đó thực sự là một sự thật một đoán tạo sư tài nguyên tiêu hao là đại lượng giống như là khôi lỗi sư của sa ẩn thôn vậy ngoại trừ thiên phú tiêu hao tài nguyên cũng là một nang đề cực lớn mà khôi lỗi sư phải đối mặt nếu không tại sao số lượng khôi lỗi sư ở xa ẩn thôn lại ít như vậy thật sự không tìm được thêm một thiên phú đạt tới không thể nào mấu chốt thực sự là tài nguyên hầu hết các ninja đều không giàu có ngay cả khởi bạo phù cũng không dám mua thêm hai tấm rất nhiều nhẫn cụ trong tay ninja đều là nhiều lần thu hồi sửa chữa đoán tạo sư đối với tài nguyên tiêu hao không có khôi lỗi sư khủng bố như vậy hơn nữa chế tác ra đồ vật chung quy là có thể dùng cũng chỉ là phí tổn so với thiết chi quốc nhẫn cụ cao hơn không ít nhưng đối mặt với thôn vụ ẩn đang trong thời kỳ chiến tranh thủy ảnh đời thứ ba không muốn đầu tư tài nguyên này nữa không chỉ có ba đời thủy ảnh còn có cao tầng của các thôn khác cũng là như thế trừ phi ngươi có thể chế tạo ra nhẫn đau cùng cấp bậc vụ ẩn thất nhưng là cái kia hẳn là không có khả năng thủy ảnh đời thứ ba nói vụ ẩn thất nhẫn đau đều là do cùng một đoán tạo sư chế tạo ra chính là bởi vì đoán tạo sư này mới có đoán tạo đảo mới có phía sau nhiều như vậy đoán tạo sư nhưng sau khi đoán tạo sư này không còn nhẫn đau nào có thể đạt tới trình độ này nữa bởi vậy trong vụ ẩn thôn lưu truyền một câu Mạnh cũng không phải là thuật đoán tạo của vụ ẩn thôn, Mạnh cũng chỉ là tên đại đoán tạo sư kia mà thôi. Quan điểm này Thủy Ảnh đời thứ ba cũng đồng ý. Mà tên đoán tạo sư kia, sớm đã qua đời. Thủy Ảnh đời thứ ba không cảm thấy sẽ có đoán tạo sư thứ hai xuất hiện. Thủy Ảnh đại nhân. Thượng Nguyên Tu nói. Ta cảm thấy chữ đồng nhất có thể đánh đồng với vụ ẩn thất nhẫn đao. Ngươi xem, tu, ngươi cũng biết điều này không thể nào. Đột nhiên, biểu tình thủy ảnh đời thứ ba cứng đờ một chút, nửa câu đầu thốt ra, thủy ảnh đời thứ ba mới ý thức được, thượng nguyên tu nói cũng không phải đồng nhất văn tự không bằng vụ ẩn thất nhẫn đao. Mà nói chính là, văn tự đồng nhất đạt tới trình độ vụ ẩn thất nhẫn đao. Thủy ảnh đời thứ ba nhìn về phía nguyên tu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tu, ngươi nói thanh nhẫn đao này đạt tới trình độ vụ ẩn thất nhẫn đao. Đúng vậy, thủy ảnh đại nhân. Thượng nguyên tu nói vụ ẩn thất nhẫn đau đều là nhẫn đau phi thường ưu tú song đau phi thường đoạn đau chém đầu trường đau khâu cùng đau túi cắt lôi đau nha bạo đau bọc nước đại đau cơ cá bơn có thể tăng trưởng chát ra chém đầu có thể tự sửa chữa kim khâu có tính xuyên thấu cực mạnh cắt túi có thể chặt đứt bất cứ thứ gì răng kèm theo lôi độn rất mạnh phi mạc phụ da khởi bạo phụ thương tổn cơ bắp hấp thu chát ra vụ ẩn thất nhẫn đau đều có năng lực đặc thù của mình. Chữ đồng nhất cũng có. Vết thương do chữ Kiri tạo ra sẽ có tác dụng đặc biệt, trong vòng 10 ngày không thể khép lại, đợi đến 10 ngày sau, tác dụng lên vết thương mới có thể biến mất. Chương 8 Đồng nhất văn tự năng lực Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Thủy ảnh đời thứ ba nhìn nguyên tu, lại nhìn chữ đồng nhất trong tay. Nhẫn đau này, có hiệu quả đặc thù như vậy sao? không thể chữa lành. Thời gian kéo dài 10 ngày. Năng lực này, nghe có vẻ không phải rất lợi hại, nhưng là, ở trong chiến đấu thực tế, tính thực dụng là rất mạnh. Đối với ninja mà nói, bị thương kỳ thật là một chuyện rất thường xuyên. Một khi bị thương, tình trạng sẽ bị ảnh hưởng. Với sự mất máu, sự xuất hiện của đau đớn, phản ứng của ninja, sự chú ý, sẽ ít tập trung hơn, và các khía cạnh thể chất và sức chịu đựng sẽ bị ảnh hưởng nhất định thông thường ninja sẽ xử lý vết thương của mình một cách khẩn cấp kiểm soát sự co thắt của cơ bắp để thu nhỏ vết thương sử dụng băng để cuốn vết thương và việc sử dụng thuốc chấn thương mà ninja y tế còn có thể sử dụng nhẫn thuật y tế hai cái vốn thế lực ngang nhau ninja song phương đều bị thương nghiêm trọng dưới tình huống này một bên thương thế có thể thông qua xử lý được giảm bớt, mà bên kia thì là không có biện pháp khép lại. Như vậy rất hiển nhiên, cái trước sẽ đạt được ưu thế cực lớn. Đúng vậy. Thượng Nguyên Tu vừa dứt lời. Phốc suy. Thủy ảnh đời thứ ba chính là đem đồng nhất văn tự rút ra khỏi vỏ đao, sau đó vươn tay ra, sáng tay áo lên, đối với cánh tay của mình chính là một đao. Lúc này, một vết thương dài một tấc liền xuất hiện máu chảy ra thượng nguyên tu khô hồng quỷ phù cùng nếu không cảm thấy một màn này cũng là có chút giật mình thượng nguyên tu nhìn về phía thủy ảnh đời thứ ba đột nhiên cảm thấy thủy ảnh đời thứ ba nói ra chính sách như vậy trong huyết vụ một chút cũng không khiến người ta bất ngờ tính cách cùng bề ngoài của thủy ảnh đời thứ ba thật sự là hoàn toàn bất đồng bề ngoài thoạt nhìn nho nhã hiền hòa nhưng tính cách lại điên cuồng như vậy để kiểm tra hiệu quả của chữ đồng nhất, trực tiếp vung một đao lên tay mình. Người bình thường hoàn toàn không có khả năng làm ra hành động như vậy. Cho dù là vụ ẩn thôn lấy lệ khí nặng làm đại biểu, cũng không quản trên lưỡi dao của chữ đồng nhất, ngoại trừ hiệu quả mà Thượng Nguyên Tu nói ra, còn có độc tố trí mạng nào khác hay không? Thủy ảnh đời thứ ba ngưng tụ chát ra về vị trí vết thương. Di, thủy ảnh đời thứ ba khẽ nhướng mày. Thật đúng là vết thương do lưỡi nhẫn này tạo ra có sức mạnh đặc biệt cuốn quanh hoàn toàn khác với vết thương thông thường lập tức thủy ảnh đời thứ ba lại trực tiếp xé rách quần áo của mình kéo xuống mấy miếng vải đảm đương băng vải từng vòng cuốn quanh vết thương nhưng vẫn có máu tươi chảy ra ngoài cũng chỉ là bởi vì mạch máu bị áp bức chậm lại một chút nhưng máu trong mau mạch phụ cận miệng vết thương không bị ngăn cản rất nhanh đã làm ướt băng vải tích tắc máu tươi nhỏ xuống bàn thủy ảnh đời thứ ba trên mặt không có lộ ra nửa điểm lo lắng biểu tình thậm chí con mắt còn sáng lên rất là hưng phấn đi tìm một gã ninja y tế tới đây thủy ảnh đời thứ ba ra hiệu cho ám bộ ninja ngoài cửa sổ vâng thủy ảnh đại nhân ninja bóng tối rời đi rất nhanh một gã y tế ninja chính là vội vã tiến vào thủy ảnh văn phòng thủy ảnh đại nhân thủy ảnh đời thứ ba lộ ra vết thương, cho ninja y tế xem. Đối với vết thương này, sử dụng nhẫn thuật chữa bệnh một chút. Vâng, thủy ảnh đại nhân. Y học ninja nâng hai tay lên, đem chakra ngưng tụ ở trên tay, nhắm ngay ba đời thủy ảnh vết thương. Một hồi huỳnh quang màu xanh nhạt xuất hiện. Nhưng là, để chữa bệnh ninja ngoài ý muốn chính là, trong ngày thường, vết thương như vậy, tại chính mình chữa bệnh nhẫn thuật dưới tác dụng, nên rất nhanh chính là khép lại mới đúng. Thế nhưng, hiện tại ba đời thủy ảnh vết thương, vậy mà nửa điểm cũng không có khép lại dấu hiệu. Trong khoảng thời gian ngắn, niêm gia chữa bệnh cũng có chút gấp gáp. Thủy ảnh đại nhân, ta. Thủy ảnh đời thứ ba khoát tay áo. Không phải vấn đề của ngươi, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, thủy ảnh đại nhân. Ninja gia y tế lo lắng bất an rời đi. Thủy ảnh đời thứ ba nhìn về phía nguyên tu, ánh mắt sáng lợi hại tu ngươi thật sự cho ta một kinh hỷ rất lớn chữ đồng nhất này hoàn toàn đạt tới trình độ vụ ẩn thất nhẫn đao bất kể là độ cứng hay thuộc tính sắc bén quan trọng hơn là năng lực đặc thù này có thể phát huy tác dụng không tầm thường tu chữ đồng nhất của ngươi ngươi định xử lý như thế nào ngươi có muốn cái gì không đồng nhất văn tự xuất hiện làm cho ba đời thủy ảnh rất là kinh hỷ cho dù trước đó không lâu khi bảy người vụ ẩn đối mặt với mại đặc đới đã trải qua một hồi thảm bại rất nhiều người của vụ ẩn thôn đều vì vậy mà bất mãn với bảy người vụ ẩn cảm thấy đường đường vụ ẩn bảy người thế nhưng bại bởi một tên hạ nhẫn quả thực chính là sĩ nhục dưới tình huống này đánh giá của mọi người đối với vụ ẩn thất nhẫn đau cũng giảm xuống rất nhiều nhưng thủy ảnh đời thứ ba rất rõ ràng cũng không phải là vụ ẩn bảy người quá yếu vụ ẩn bảy người thế nào cũng đạt tới tinh anh thượng nhẫn, ít nhất là trình độ thượng nhẫn. Mà là hại nhẫn của một dịp, đột nhiên bộc phát. Rất ly kỳ bộc phát. Đồng nhất văn tự, trong mắt thủy ảnh đời thứ ba, hoàn toàn không kém vụ ẩn thất nhẫn đau. Và quan trọng hơn nữa, tuổi tác của việc sửa chữa ban đầu. Hiện tại thượng nguyên tu, bất quá mới là 15-16 tuổi, là có thể chế tạo ra nhẫn đau như vậy. Vậy sau này thì sao? không cầu nhiều chỉ cần thượng nguyên tu có thể chế tạo ba thanh nhẫn đao trở lên vậy thủy ảnh đời thứ ba xem ra thượng nguyên tu đối với vụ ẩn thôn giá trị cũng đã phi thường cao thượng nguyên tu nói ra yêu cầu của mình thủy ảnh đại nhân ta hy vọng không nên thủ tiêu đoán tạo đảo đối với đoán tạo mà nói đoán tạo đảo là nơi thích hợp nhất hơn nữa về văn tự đồng nhất ta hy vọng có thể để quỷ giữ thử xem khô hồng quỷ phù sửng sốt một chút ngay sau đó sắc mặt vui vẻ nhưng lại có chút lo lắng sẽ vì vậy mà làm cho thượng nguyên tu tức giận thủy ảnh đời thứ ba. Biểu hiện của thủy ảnh đời thứ ba trước khiến cho quỷ dữ có chút lo lắng, cảm thấy thủy ảnh đời thứ ba không bình thường lắm. Bên cạnh không chém nửa nhìn về phía càng thì quỷ linh, rất là hâm mộ. Thủy ảnh đời thứ ba nói. Tu ngươi đều chế tạo ra đồng nhất văn tự như vậy nhẫn đau, đoán tạo đảo tự nhiên không cần phải bị thủ tiêu, từ hôm nay trở đi, đoán tạo đảo liền giao cho tu ngươi phụ trách tuy nhiên đoán tạo sư khác với tu ngươi lại khác phần lớn đều không có lý tưởng tu ngươi có thể trông coi giữ lại mấy người làm trợ thủ mặt khác ta có thể an bài một đội hộ vệ thường trú đoán tạo đảo nói xong thủy ảnh đời thứ ba nhìn thoáng qua con quỷ khô bên cạnh ngươi hy vọng có thể đem đồng nhất văn tự đưa cho quỷ giữ thường nguyên tu gật đầu đúng vậy thủy ảnh đại nhân lúc trước ta tiến hành quá trình rèn chữ đồng nhất quỷ dữ đã giúp đỡ ta không ít hơn nữa ta và quỷ dữ là bằng hữu ta rất hiểu quỷ dữ hắn có trình độ kiếm thuật rất tốt tôi cảm thấy quỷ dữ sẽ là một người sử dụng nhẫn rất tốt chi tiết cụ thể thượng nguyên tu không nói thủy ảnh đời thứ ba cho rằng thượng nguyên tu nói trợ giúp chính là chỉ trong quá trình rèn đúc thượng nguyên tu quá trình thủ vệ của càng thị quỷ na ở bên ngoài không để rèn bị mình phái đi không chém quấy rầy đợi lát nữa nói sau, chúng ta đi đoán tạo đảo trước. Chương 9 Miyuka để Tam Ban Thưởng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đây chính là bộ dáng của đoán tạo đảo hiện tại sao? Thủy ảnh đời thứ ba có chút thổn thức. Hà Đạt mệnh lệnh thủ tiêu đoán tạo đảo, đem tất cả đoán tạo sư đổi thành niên gia nhiệm vụ. Thủy ảnh đời thứ ba sau khi thảo luận với đông đảo cao tầng trong thôn, cảm thấy đoán tạo đảo và đoán tạo sư đã không còn giá trị với tình hình hiện tại của thôn vụ ẩn không thể tiếp tục nuôi dưỡng đoán tạo đảo nhưng là thủy ảnh đời thứ ba không nghĩ tới tại mệnh lệnh của mình chính thức truyền đạt trước khi đoán tạo đảo cũng đã chán chường trách nát đến loại trình độ này so sánh với thủy ảnh đời thứ ba lần trước quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất thượng nguyên tu giải thích một câu lúc trước đoán tạo đảo số lượng đoán tạo sư muốn nhiều hơn một chút bởi vì nghe được trong thôn muốn thủ tiêu đoán tạo đảo tin tức cho nên sớm rời khỏi đoán tạo đảo mưu cầu công tác khác thủy ảnh đời thứ ba gật đầu một cái tu đoán tạo đảo ta liền giao cho ngươi sau một khắc biểu tình thủy ảnh đời thứ ba trở nên nghiêm túc thượng nguyên tu nghe lệnh vâng thủy ảnh đại nhân thủy ảnh đời thứ ba nói ngươi chế tạo đồng nhất văn tự có công lao to lớn ta ở đây bổ nhiệm ngươi làm đoán tạo bộ bộ trưởng toàn quyền phụ trách đoán tạo đảo công việc hưởng thường quy bộ trưởng đại ngộ phía dưới thiết lập hai tiểu đội một tiểu đội là đoán tạo đội do ngươi tự mình mời chào hưởng đại ngộ biên chế chính thức danh ngạch hạn định bốn người một tiểu đội là đội hộ vệ đoán tạo đảo do ta tự mình chỉ định nghe theo mệnh lệnh của ngươi phụ trách an toàn đoán tạo đảo thường nguyên tu ngươi có nguyện ý không thường nguyên tu vội vàng đáp ứng thủy ảnh đại nhân ta nguyện ý. Kết quả này đã vượt xa mong đợi của Nguyên Tu. Thượng Nguyên Tu vốn chỉ muốn bảo trụ đoán tạo đảo mà thôi. Điều này liên quan đến năng lực gia tăng đoán tạo thuật của Thượng Nguyên Tu. Một khi mất đi đoán tạo thuật này, Thượng Nguyên Tu muốn thành công chế tạo dụng cụ trên bản vẽ sẽ khó hơn rất nhiều. Đoán tạo thuật cấp bậc tốt cùng đoán tạo thuật cấp bậc ưu tú, khác biệt cũng không phải là một điểm nửa điểm. Mà hiện tại không chỉ có đoán tạo đảo bảo vệ, thượng nguyên tu còn đạt được đoán tạo bộ trưởng vị trí. Dù cho nói, cái này đoán tạo bộ, hiện tại có chút hư, tại vụ ẩn thôn rất nhiều bộ phận bên trong, có thể là nhỏ nhất, so với một số bộ phận tiểu đội, quy mô đều nhỏ hơn. Ví dụ như tiểu đội bóng tối. Nhưng mà, đại ngộ cấp bậc bộ trưởng, là hàng thật giá thật. Biên chế cấp bộ trưởng, là danh chính ngôn thuận. Trên ý nghĩa nào đó, Thượng Nguyên Tu cũng coi như là cán bộ cao cấp của vụ ẩn thôn. Có một đội hộ tống chuyên bảo vệ đảo Fogger. Còn có thể tự chủ mời chào bốn gã đoán tạo sư có biên chế. Lập tức, chức vị, địa vị, quyền lực. Đều có. Có thể nói, nếu như tương lai vụ ẩn thôn có thể một mực ổn định đi xuống, nhẫn giới có thể một mực ổn định đi xuống, như vậy Thượng Nguyên Tu hiện tại có được những này, cũng đã đủ rồi. Hoàn toàn có thể nói là người thắng cuộc đời thượng nguyên tu thật không ngờ thủy ảnh đời thứ ba lại cho nhiều như vậy. Dù sao hiện tại thượng nguyên tu lấy ra, cũng chỉ là một nắm đồng nhất văn tự mà thôi. Vẫn là phẩm chất bình thường. Hơn nữa vụ ẩn thôn vốn có thất nhẫn đau. Hơn nữa bảy người vụ ẩn lúc trước khi đối mặt với mại đặc đới thảm bại, khiến cho đánh giá của mọi người trong vụ ẩn thôn đối với thất nhẫn đau giảm xuống, tự nhiên mà vậy, đối với nhẫn đau mới xuất hiện, cũng sẽ không ông kỳ vọng quá mạnh mẽ thủy ảnh đời thứ ba cho nguyên tu có thể nói là vượt qua tình huống vụ ẩn thôn trước mắt nên cho không ít làm cho thượng nguyên tu có chút kinh hỉ được thủy ảnh đời thứ ba vỗ vỗ vai nguyên tu nói tu nơi này ta liền toàn bộ giao cho ngươi hy vọng ngươi có thể dẫn dắt đoán tạo đảo trở lại đỉnh phong bất quá tình huống thôn hiện tại cũng không tốt lắm vì vậy về mặt tài nguyên nó không mang lại nhiều sự giúp đỡ cho đảo fogg điểm hy vọng này ngươi có thể hiểu được thượng nguyên tu gật đầu thủy ảnh đại nhân ta biết ta sẽ hết sức chế tác ra càng nhiều càng tốt nhẫn đao không phụ thủy ảnh đại nhân ngài kỳ vọng mà về phần tài nguyên phương diện trước mắt ta kỳ thật cũng không phải quá thiếu trên thực tế kết quả hiện tại cũng đã rất làm cho thượng nguyên tu hài lòng về phương diện tài nguyên thượng nguyên tu quả thật cũng không quá thiếu dù sao hệ thống sản phẩm bản vẽ cần tài liệu cũng không phải nhẫn giới tài liệu bình thường mà là tài liệu cần lấy từ bản sao tài liệu thứ nguyên đại khái là bởi vì coi trọng tiềm lực của ta hơn nữa phương diện rèn đúc vụ ẩn thôn ngoại trừ ta ra cũng không còn ai khác đó là lý do tại sao tôi khuyến khích điều đó hình tượng thủy ảnh đời thứ ba tại thượng nguyên tu dần dần đầy đặn bề ngoài nho nhã hiền hòa nhưng tính cách trong xương lại hoàn toàn có thể dùng điên phê để hình dung hình ảnh thủy ảnh đời thứ ba không chút do dự cầm chữ đồng nhất cho mình một đao quả thực làm cho thượng nguyên tu chấn kinh một phen tồn tại vô dụng đối với thôn có thể không chút do dự thủ tiêu loại bỏ nhưng có tiềm lực có hy vọng xem trọng bộ phận cũng có thể vui lòng khen thưởng bất quá đạt được những phần thưởng này thượng nguyên tu cũng sẽ không có ý nghĩ kê cao gối mà ngủ bởi vì thượng nguyên tu rất rõ ràng tương lai vụ ẩn thôn như cũng nguy cơ trùng trùng thiết kế của vu trí ba bang tranh đấu trong thôn vụ ẩn đối với huyết kế ninja bức hại bức bách đối với gia tộc ninja vũ trí ba mang đất khống chế tiễn thương nhân trụ lực phản bội chớ nói chi là tai nạn quét sạch toàn bộ nhẫn giới trong tương lai kế hoạch nguyệt chi nhãn của vũ trí ba một tổ chức hiểu biết thích làm cho người khác cảm thấy đau khổ kế hoạch phục sinh của một huy dạ người đàn ông bằng gỗ ống lớn từ mặt trăng còn có thiên ngoại đại đồng mộc nhất tộc nhẫn nại không đủ ảnh cấp không đủ cũng chỉ có đạt tới lục đạo thậm chí là lục đạo trở lên mới có thể chân chính nói một câu ở thế giới này có đầy đủ lực tự vệ mới có thể bảo đảm chính mình tất nhiên có thể sống sót bởi vậy thượng nguyên tu chẳng những không có bất kỳ ý nghĩ dừng bước không tiến, ngược lại có cảm giác cấp bách rất mạnh. Tăng thêm uy tín tạo ra nhiều nhẫn hơn. Hoàn thành nhiều nhiệm vụ hệ thống hơn. Nhận thêm phần thưởng. Làm cho thực lực của mình trở nên mạnh hơn. Ushiba sẽ không làm chậm bước chân của mình cho đến khi có đủ sức mạnh. Vậy là tốt rồi. Thủy ảnh đời thứ ba lộ ra một nụ cười. Tu, ta đưa ngươi tới đây, đoán tạo đảo từ hôm nay trở đi chính là của ngươi còn về phương diện người sử dụng thủy ảnh đời thứ ba nhìn về phía khô hồng quỷ quỷ dữ ngươi hiện tại tới thử xem sao hồng khô quỷ phù tiến lên có chút kích động lúc trước khô hồng quỷ dữ nói với thượng nguyên tu không nên hồi báo đó là bởi vì trên lập trường làm bằng hữu khô hồng quỷ dữ cho rằng mình là bằng hữu giúp bằng hữu không nên đòi hồi báo nhưng trong lòng quỷ giữ khô khan đối với nhẫn đau là cực kỳ khát vọng quỷ phù khô từ nhỏ đã khát vọng có được một thanh nhẫn đau của mình khát vọng trở thành một trong bảy người nhẫn đau bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội này văn tự đồng nhất đã được thủy ảnh đời thứ ba tự mình kiểm tra thủy ảnh đời thứ ba chính miệng chứng minh đây đúng là nhẫn đau cấp bậc vụ ẩn thất nhẫn đau hơn nữa từ hiệu quả mà xem so với vụ ẩn thất nhẫn đau hoàn toàn không kém bắt lấy nói xong, thủy ảnh đời thứ ba chính là đem đồng nhất văn tự ném cho khô hồng quỷ phù. Vâng, thủy ảnh đại nhân. Chương 10 Ưu tú cấp bậc thủy độn thiên phú Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hồng khô quỷ phù vội vàng tiếp được chữ đồng nhất, cầm chui đao, tinh tế cảm thụ. Sau một khắc, nhìn về phía mặt biển. Thủy độn, thủy lao chi thuật. Một quả cầu thủy lao khổng lồ xuất hiện mà ở trong thủy lao lại là một con cá, một con cá lớn. Hồng khô quỷ phù nâng lên một chữ đồng, hướng cá lớn thẳng tắp đâm tới. Phốc suy. Một đao rơi xuống. Lúc này, cá lớn trên lưng chính là xuất hiện một đạo vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài, không có nửa điểm chậm lại ý tứ, dù là thời gian đã qua thật lâu. Đột nhiên, quỷ lùng khô cảm giác được một trận chấn động rất nhỏ xuất hiện ở chữ đồng nhất. Một cổ cảm giác thân cận khó hiểu xông lên. Hồng khô quỷ phù có chút kinh nghi. Đây là Một thanh âm vang lên trong đầu thượng nguyên tu. Văn, lầm lẫn, giả dối. Chân mày thượng nguyên tu khẽ động. Phải đạt tới trình độ phù hợp nhất định mới có thể xuất hiện nhắc nhở khế ước. Vừa rồi lúc thủy ảnh đời thứ ba sử dụng văn tự đồng nhất, không có nhắc nhở như vậy, chứng minh trình độ phù hợp giữa văn tự đồng nhất và thủy ảnh đời thứ ba sẽ không đủ còn chữ quỷ dữ và đồng nhất không chỉ phù hợp mà còn đạt tới trình độ ưu tú. Thường nguyên tu không có do dự. Vâng. Đồng nhất văn tự khế ước thành công. Độ xứng đôi, ưu tú. Đồng nhất văn tự đạt được mức độ tăng phúc nhất định, vết thương không thể khép lại hiệu quả kéo dài tới 15 ngày, khế ước giả khi sử dụng tiêu hao giảm đi mức độ nhất định. Hoàn thành khế ước, còn có thể được tăng phúc đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn bất quá cũng là hợp tình hợp lý nếu khế ước không thay đổi vậy khế ước sẽ không có ý nghĩa nhẫn cụ cũng không phải chỉ có khế ước giả mới có thể sử dụng đồng nhất văn tự khô hồng quỷ phù có thể sử dụng thủy ảnh đời thứ ba cũng có thể sử dụng thậm chí là ngay cả không chém cũng có thể sử dụng nhưng có hiệu quả này chữ đồng nhất ở trong tay thủy ảnh đời thứ ba hoàn toàn khác với trong tay quỷ nhau lại một thanh âm vang lên. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được thiên phú thủy độn nhẫn thuật cấp bậc ưu tú. Thượng Nguyên Tu trong lòng vui vẻ, vội vàng nhìn về phía màn hình bán trong suốt trước mặt, đây mới là điều Thượng Nguyên Tu chân chính chờ mong. Một lần rèn, hai lần thưởng. Hoàn thành rèn đúc, có thể đạt được một lần khen thưởng. Dẫn dắt khế ước, lại có thể đạt được một lần khen thưởng. Những phần thưởng này mới là mấu chốt để Thượng Nguyên Tu trở nên mạnh mẽ. Tính danh Thường Nguyên Tu Tổng hợp thực lực Hạ nhẫn Kiếm thuật Nhập môn 300 Thủy độn nhẫn thuật thiên phú Ưu tú Kỹ thuật trèn Tốt, xuất sắc Rèn đảo cộng thêm Vật phẩm nhiệm vụ Không Đoán tạo sư danh vọng 169 đánh giá Làm một gã đoán tạo sư Cơ sở cũng không tệ lắm, bởi vì có sân rèn của mình kỹ thuật đoán tạo chiếm được gia tăng có tỷ lệ chế tạo ra những cụ tinh phẩm trở lên là một gã ninja thực lực đáng lo ngại trong chiến tranh chỉ có thể xem như bia đỡ đạn đôi mắt của uhara sáng lên thượng nguyên tu nhìn về phía khô hồng quỷ thỉnh cầu thủy ảnh đời thứ ba để cho càng thì quỷ di thử xem văn tự đồng nhất điểm này nguyên tu là do dự qua bởi vì thượng nguyên tu cảm thấy chữ đồng nhất không đủ tốt tương lai mình có nắm chắc chế tạo ra nhẫn đao tốt hơn, khô hồng quỷ phù đáng giá nhẫn đao tốt hơn. Thứ nhất, quỷ lùng khô là người bạn duy nhất hiện nay của Thượng Nguyên Tu. Thứ hai, lúc trước Thượng Nguyên Tu rèn đúc một chữ đồng, khô hồng quỷ phù cũng giúp rất nhiều. Nhập phó bản tài liệu thứ nguyên, giúp Nguyên Tu hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch tài liệu. Sau đó lại canh giữ ở cửa phòng rèn. Vì thế còn dặn co với bất cảm mang theo mệnh lệnh của thủy ảnh đời thứ ba. Đây là một việc rất nguy hiểm. Giống như là không chém nữa, đối với người cải lại mệnh lệnh thủy ảnh đời thứ ba, dựa theo quy củ của vụ ẩn thôn, nếu không chém thì có thể giết ngay tại chỗ. Đương nhiên, có thể giết hay không, đó lại là một chuyện khác. Nhưng Thượng Nguyên Tu suy nghĩ nhiều lần, vẫn hướng thủy ảnh đời thứ ba nói ra thỉnh cầu này. Thứ nhất, lúc trước Thượng Nguyên Tu đã hứa hẹn qua. Thứ hai, Thượng nguyên tu biết tương lai mình có thể chế tạo ra nhẫn đau tốt hơn nhưng quỷ lùng khô thì không biết chữ đồng nhất hơi kém một chút thế nhưng không ai quy định người sử dụng nhẫn cũng chỉ có thể sử dụng một thanh nhẫn tam đao lưu sát vách chính là một ví dụ điển hình thứ ba Thượng nguyên tu cảm thấy càng thì quỷ di sẽ là một người khế ước nhẫn đau ưu tú để cho đồng nhất văn tự cùng càng thì quỷ di khế ước mình khẳng định có thể đạt được phần thưởng rất tốt dù sao Thiên phú của quỷ phù khô cũng được cho là rất mạnh, mà kết quả cũng giống như mong muốn của Thượng Nguyên Tu. Khô thị quỷ phù cảm giác được, trong tay đồng nhất văn tự, rõ ràng mình là lần đầu tiên sử dụng, nhưng là, lại giống như là sử dụng không biết bao nhiêu lần đồng dạng, rất là quen thuộc. Biểu tình của quỷ khô thị, thủy ảnh đời thứ ba cũng nhìn ra. Đồng thời, cũng cảm giác được biến hóa của chữ đồng ở trong tay quỷ giữ khô khang. Thủy ảnh đời thứ ba nhớ rõ, lúc trước đồng nhất văn tự ở trong tay mình, cũng không có tình huống như vậy. Tu, đây là. Thượng Nguyên Tu nói. Thủy ảnh đại nhân, điều này chứng minh trình độ phù hợp giữa chữ đồng nhất và chữ quỷ rất tốt, chữ đồng nhất tán thành chữ quỷ. Thủy ảnh đời thứ ba khẽ nhướng mày. Chữ đồng nhất còn có hiệu quả như vậy. Sau khi tán thành, sẽ có biến hóa gì? Cụ thể phải có quỷ phù mới rõ ràng. Hồng khô quỷ phù hướng về thủy lao thuật vây khốn cá lớn, lại là một đau đâm tới. Lần này, quỷ lùng khô cảm giác được rất rõ ràng, cùng lần trước xúc cảm không giống nhau. Hiệu quả của vết thương không thể khép lại kéo dài thời gian, tạm thời không cảm nhận được. Nhưng quỷ lùng khô có thể cảm nhận được sự tiêu hao của việc sử dụng chữ đồng nhất, ít đi. Điều này làm cho quỷ lùng khô rất là kinh hỉ. Hiệu quả của văn tự đồng nhất cũng đã rất làm cho quỷ phù khô thị hài lòng mà hiện tại, sử dụng tiêu hao giảm bớt, liền ý nghĩa khô hồng quỷ phù có thể chiến đấu càng lâu thời gian, hoặc là có thể đem này bộ phận chakra ra sử dụng đến những phương diện khác đi. Tổng hợp thực lực, chiếm được tăng lên. Thủy ảnh đại nhân, lần này ta sử dụng chữ đồng nhất, tiêu hao chakra ra càng ít. Vậy sao? Thủy ảnh đời thứ ba nhìn chữ đồng nhất trong tay càng hồng quỷ quỷ. Nếu đồng nhất văn đã lựa chọn ngươi, vậy thì ngươi hãy sử dụng quỷ giữ trước đi nhưng ngàn vạn lần đừng phụ lòng chữ đồng nhất. Không nên phụ lòng tín nhiệm của tu đối với ngươi. Quỷ luồng khô khống chế tâm tình hưng phấn của mình một chút, biểu tình nghiêm túc. Vâng, thủy ảnh đại nhân. Nếu không trảm nhìn về phía khô hồng quỷ, trong mắt vẻ hâm mộ càng đậm. Hy vọng ngươi có thể sớm cho mọi người nhận giới biết danh hiệu vụ ẩn đệ bác đao. Hồng khô quỷ phù nặng nề gật đầu. Ta nhất định không phụ kỳ vọng của thủy ảnh đại nhân khô thị quỷ phù rất rõ ràng giống như là muốn trở thành vụ ẩn bảy người giống nhau nhẫn đau người có được ngoại trừ nhất định thực lực bên ngoài còn cần đối với thôn có đủ cao công tích mà hiện tại chính mình là không thỏa mãn điều kiện này sở dĩ thủy ảnh đời thứ ba đồng ý một là mình và chữ đồng nhất quả thật phù hợp một cái khác chính là nể mặt thượng nguyên tu thế nhưng điều này nhất định sẽ khiến người ta nói xấu bởi vậy việc mình phải làm chính là mau chóng có thể phối một chữ thượng đồng phải tăng lên thực lực phải lập nhiều công lao hơn cho làng nếu không trảm thu hội ánh mắt sáng quắc nhìn về phía đồng nhất văn rốt cuộc không kiềm chế được tiến lên thủy ảnh đại nhân không chém nữa thủy ảnh đại nhân ta muốn xin gia nhập đội hộ vệ đoán tạo đảo